chung tình, thế luôn chỉ có đôi mình, hẹn một đời yêu chỉ mình tôi. Kiếp người con gái chót mang khổ đau, còn lối đi nào cho người về sau? Vì tình lời hứa chung tình, vì yêu nên cho trao mình, giờ ngồi đây khóc thương phận mình. Chẳng còn tin đến chuyện tình. Lễ Hằng có gì hơn em chứ? Tại sao anh luôn tưởng nhớ đến cô ta vậy? Trong khi em ngày ngày ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, anh nói đi, anh nói đi, đối xử với em như vậy có công bằng không hả? Nếu em cảm thấy uất ức quá thì mình chia tay đi. Như vậy mà ai cũng nói được sao? Nếu như có thể chia tay anh thì em đã chia tay từ mười mấy năm trước rồi, khi em còn tuổi thanh xuân kìa, chứ không phải đợi tới bây giờ đâu. Anh thật là độc ác. Trái tim của anh đúng là đã bị Lệ Hằng cướp mất rồi. Người đang đứng đối diện em chỉ là một cái xác thôi. Tại sao vậy? Tại sao vậy hả? Em ghét anh, em ghét anh. Lệ Hằng cướp mất từ lâu rồi. Dòng nước mắt nên cuộc đời truân chuyên.
Nếu tình cờ chạm ngõ, xin nhắn gửi đôi dòng. Dù nghìn trùng cách trở, lòng mãi nhớ khôn nguôi. Hằng ơi, bây giờ em ở đâu? Có ấm êm hạnh phúc hay đời mệnh bạc cứ bám lấy em? Ước gì ông trời cho anh gặp lại em, đặng yên tâm phần nào, để anh không còn phải day dứt. Mong sao em có thể gặp được người tốt bụng như Trọng Tấn năm xưa. Cậu muốn gặp tôi để làm gì? Tôi không có nhiều thời gian đâu. Tôi cũng không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu. Vậy cậu nói đi. Hôm nay tôi gặp cậu không với tư cách là vị hôn phu của Lệ Hằng, mà tôi muốn nói chuyện với cậu với tư cách hai người đàn ông. Theo như tôi được biết thì cậu đã có con với Thu Trâm. Phải. Và cậu đang có ý định bỏ rơi họ để chạy theo một mối tình ích kỷ của mình. Tình yêu của tôi dành cho Lê Hằng là tình yêu trong sáng, cao thượng, không phải tình yêu ích kỷ. Nhưng mà tôi nói, cậu yêu Lê Hằng bằng một tình yêu ích kỷ, và tình yêu của cậu chẳng những không đem lại hạnh phúc cho Lê Hằng, mà còn làm khổ cho một người con gái khác nữa. Cậu không hiểu nội tình thì cậu đừng xen vào. Nội tình dĩ nhiên là tôi không hiểu, nhưng tôi hiểu đạo lý làm người. Nâng được thì bỏ được. Làm người không nên quá cố chấp, chỉ làm khổ cho mình và những người chung quanh. Tôi biết, và tôi cũng tin tình yêu của cậu dành cho Lệ Hằng là thật. Nhưng cậu cũng đã cưới Thu Trâm và có con với cô ấy. Cậu không thể vô can phủi tay, vô trách nhiệm với một người con gái. Cậu phải nghĩ tới con gái của cậu. Khi không có ba mình bên cạnh thì cuộc đời của nó sẽ ra sao? Còn Lệ Hằng, với bản tính hiền lương nhân hậu, cậu nghĩ Lệ Hằng sẽ yên tâm mà sống với cậu bằng một hạnh phúc vật dành với người khác hay sao? Nói ra những lời này, cậu muốn gì? Tôi muốn cậu hãy quên Lệ Hằng và chấp nhận hoàn cảnh của mình, và hãy để cho Lệ Hằng được sống với hạnh phúc mới của mình. Nói giọng nói do bao điều nãy giờ, ý cậu muốn tôi nhường Lệ Hằng lại cho cậu chứ gì? Lệ Hằng không phải là món hàng để chúng ta nhường qua nhường lại. Cô ấy tự cố quyết định cho cuộc đời của mình. Gặp cậu hôm nay, tôi chỉ muốn cậu đừng theo bám Lệ Hằng nữa, và cũng đừng đem tình cảm của cậu vướng bận Lệ Hằng. Cô ấy có thể chọn tôi, hay có thể chọn một người đàn ông khác, nhưng không phải là cậu. Cậu với Thu Trầm cũng đã cưới nhau, không vì tình thì cũng nên vì nghĩa. Đừng biến Lệ Hằng thành kẻ thứ ba, bất nhân bất nghĩa, phá hoại gia ca người khác. Trọng Tấn nói đúng. Có lẽ mình đã quá u mê vì tình mà quên mất nghĩa. Thôi đành vui sống tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu anh ơi, hết rồi còn chi đâu anh. Ông khách đó muốn gặp chị. Chị chị
chị cảm ơn em. Dạ. Thúy Anh xin được phục vụ quý vị trong chương trình ca nhạc tối nay. Chào anh. Chào em. Anh cho gọi em hả? Ừ. Mời em ngồi. Dạ. Em ngồi đi. Rất hân hạnh được biết em. Dạ. Mời chị. Cảm ơn em. Em uống với anh một ly nha. Dạ. Em mời anh. Em là ca sĩ mà cả tuần liên tục tới đây. Anh thấy em ngồi tiếp khách, anh cứ tưởng em là tiếp viên không chứ. Em là ca sĩ, nhưng mà chỉ là ca sĩ dự phòng thôi. Ừ, ca sĩ dự phòng mà sao em? Dạ, là ca sĩ hát lót. Hát trong lúc mà ca sĩ chánh không tới kịp, hay là bị sự cố gì đó. À, anh hiểu rồi. Nói vậy là bữa nào ca sĩ chánh tới hát luôn là em không được hát à? Dạ phải. Ủa sao kỳ vậy? Anh thấy em hát cũng hay mà, vả lại còn đẹp và sát sân khấu nữa. Em cũng không biết nữa. À mà thôi, đừng nói chuyện này nữa. Em mời anh. Mời. Anh tới đây cả tuần rồi mà mới thấy em hát lần đầu tiên. Vậy chắc lương của em không giống những ca sĩ khác hả? Chuyện này là hiển nhiên rồi anh. Lương của em chỉ cao hơn tiếp viên một chút thôi. Vậy thì tội nghiệp cho em quá. Lương như vậy thì làm sao mà đủ sắm quần áo và son phấn cho em? Cho em. Nếu hay chăng em cảm ơn anh. Em có biết là em đẹp lắm không? Lại còn hát hay nữa. Anh thích em rồi đó. Anh thông cảm. Em chỉ uống rượu tiếp chuyện với khách thôi, chứ em không phải. À, không phải gì. Anh có nói em gì đâu mà phải với không phải. Chỉ là anh thích em. Anh chỉ muốn mình bày tỏ vậy thôi mà. Nếu em chịu chiều anh thì số tiền này sẽ là của em. Chị Sen, bữa nay chị cho má coi em ăn gì mà thơm dữ vậy? Còn món gì nữa không? Hết rồi em. Trời đất ơi, có nhiêu đây thôi hả? Con Trinh nó khó ăn. Chị nấu khô khan như vậy làm sao nó ăn nổi? Chị ở với em bao nhiêu lâu nay rồi, dĩ nhiên là chị biết nết ăn nết uống của con Trinh chứ. Lúc sáng á, nó có kêu chị nấu canh súp khoai tây với sườn non cho nó. Vậy sao chị không nấu cho nó? Bây giờ á, thời buổi khó khăn, cái gì cũng mắc mỏ. Với cuối tháng rồi nên chị hết tiền chợ rồi hả? Ừ. Sao chị không nói với em? Mấy tháng nay á, con Trinh nó nhập học trăm thứ mua rồi, chị thấy em ra tiền nhiều quá nên chị ngại. Có gì đâu mà ngại hả chị? Thời buổi khó khăn, vật giá leo thang, em quên cho nên không đưa thêm tiền chợ cho chị. Chị phải nhắc em chứ. Chị em với nhau chứ không phải xa lạ đâu mà chị khách sáo. À, bà chủ nhà bên đó lại tăng tiền nhà. Bà nói là gặp em không được cho nên mới qua đây nhắn với chị. Bà nói em còn thiếu bà 2 tháng tiền nhà chưa có trả.
Cái bà này, chuyện nhỏ xíu như vậy mà cũng qua làm phiền chị nữa à. Em có thiếu bà đâu, tại vì đi làm nhiều quá không có rảnh để mà ghé bà trả thôi. Chị nè, lần sau bà có tới gặp chị á, chị nói muốn lấy tiền thì cứ tới gặp em nha. Mà Hằng nè, tiền nhà, tiền này tiền kia nhiều quá, không ấy em mang đồ về nhà đi, đỡ được khoản nào á thì mình càng đỡ khổ. Chị quên là vì sao em phải thuê một cái phòng để đồ của em sao? Mang hết đồ nghề về nhà, lỡ con Trinh biết được mẹ nó là ca sĩ hát lót thì nó nghĩ sao về em? Bạn bè nó nghĩ sao về nó hả chị? Chị thiệt không hiểu nổi em, sao em cứ sợ cái này cái nọ, bộ em giống nó hoài được sao? Nghề nào thì cũng là nghề mà. Chị an tâm đi, em còn lo được mà. Nè chị cầm tiền đi. Chị cầm tạm số tiền này rồi chạy ra ngoài mua sườn về nấu súp cho con Trinh ăn. Như là nó đang tuổi lớn, ăn thiếu chất như vậy làm sao mà nó học nổi. Chị thấy ăn như vậy là cũng đủ chất rồi mà. Em đừng có chiều con Trinh quá rồi đâm ra nó. Chị, chỉ là bữa cơm hàng ngày thôi mà, con nó thèm, em làm má mà không mua cho nó ăn thì làm sao coi được. Chị làm theo lời của em đi ha. Biết rồi, thôi đợi chút chị mua. Thưa má, thưa dì Sen, con mới đi học về. Mới học về hả con? Chị, đi đi. Hôm nay má không đi làm sao về sớm vậy? Ngồi đi con. Dạ. Má có đi làm à, tại hồi nãy ông chủ hãng đi ngang qua đây, má xin phép ổng cho má về đây nghỉ trưa một lát. Trời ơi, ông chủ má tốt thiệt luôn á. Má. Con tính á là tối nay gặp má con mới nói, nhưng mà giờ có má ở đây sẵn con nói luôn. Ngày mai má cho con tiền mua sách nha. Để tối má cho ha. Dạ. Sẵn má cho con thêm tiền mua mấy bộ đồ mới luôn nha. Má, má biết không, lâu lắm rồi má không mua đồ cho con, giờ má mua cho con thêm mấy bộ đồ mới nữa nha. Đồ mới gì nữa? Hôm bữa nhập học má con mới mua cho con rồi mà. Có ba bộ mặc đi mặc lại cũ hết trơn rồi. Con Hạnh Nga đó, nó nhập học mấy tháng trời rồi mà có khi nào nó mặc lại đồ cũ đâu. Nó thấy con có ba bộ mặc đi mặc lại hoài, nó cười con kìa. Nó khác mình khác, mỗi nhà mỗi cảnh, làm sao mà con so bì được. Con có biết má con nổi cái chuyện lo cho con. Chị Sen, con nó nói đúng mà. Con gái lớn ra đường phải có quần này áo nọ với người ta chứ. Nè, để ít bữa nữa Tư Thả má mua cho con nha. Dạ, con cảm ơn má. Con má là thương con nhất. Thương con nhất hay là chiều con hư cũng chưa biết nữa. Thôi mệt quá, con không cãi với chị Sen nữa đâu. Đói rồi, má ăn cơm với con nha. Ăn cơm đi con. Ủa, canh súp sườn của con đâu rồi dì Sen? Chết, dì quên. Thôi con ăn đỡ mấy món này đi, rồi chiều dì nấu súp cho con nha. Con ăn đỡ cái này nha. Đi học về mệt gần chết, không có canh sao con nuốt nổi. Con không ăn đâu. Trinh. Hằng. Hằng, lệ Hằng. Em làm sao vậy? Em chỉ hơi choáng, vậy là đề nghị của anh thôi. Em bị choáng à? Dạ, em cảm thấy nhức đầu lắm. Em xin phép anh nha. Vì còn sắp tiền này. Xin phép anh. Người đẹp né rồi, để em tiếp anh nha. Thái độ của cô ta vậy là ý gì? Tiền mà chê là sao? Người ta không có chê tiền. Từ trước tới giờ người ta chỉ tiếp rượu chứ không tiếp tay chân như người khác. Không tiếp chân tay à?
Câu nói của em hay thiệt đó. Dạ, nếu như anh cần thì em sẽ giới thiệu cho anh một người khác hay hơn. Dạ em cảm ơn anh. Anh bỏ cho em. Dạ. Xinh đẹp, hát hát lại không tiếp chân ta. Lệ Hằng, cô làm tôi thú vị rồi đó. Mình vừa có suy nghĩ gì vậy? Tỉnh lại, tỉnh lại đi. Ngăn nắp chút đi. Người làm nghỉ hết rồi, không có ai dọn đâu. Mà bữa nay sao về trễ vậy? Hay là ghé nhà con nào rồi phải không? Ghé cái gì? Tuần sau là tới ngày trả lương cho người làm. Đang chạy sức bức sang bang nè. Tâm trí đâu mà con này con kia. Cho đáng đời. Thường ngày á chỉ biết lo ăn chơi, tới lúc gần phá sản rồi thì mới dắt dò lên mà chạy. Em đừng có chỉ trích tôi. Em cũng tự nhìn lại mình đi. Trong nhà này, ngoài cái việc em chân diện nhảy nhót bài bạc ra, em còn biết làm gì nữa? Ai nói tôi biết làm gì? Nhìn thấy bộ dạng tôi như vậy chắc em vui lắm ha. Đúng là cái bộ dạng thảm não của anh rất là khó coi. Nhưng mà em có cái này, đảm bảo anh coi xong anh sẽ tươi tỉnh liền. Nhưng mà hung em cái đi, rồi em cho coi. Giờ này còn hứng thú hung hít gì nữa. Anh đi tắm đây. Có thiệt á là không muốn xem không? Gì vậy? Xem đi rồi biết. Bằng khóa nhà của ba. Em làm sao có được vậy? Có gì khó đâu. Muốn á là tôi lấy được thôi. Bây giờ còn nói tôi vô tích sự nữa không? Nhưng mà không có chữ ký của ba. Nhà băng không chịu cầm đâu. Ai biểu anh vô nhà băng làm gì? Anh làm ăn bao nhiêu năm nay không biết đem đi cầm cố hả? Cầm cố bên ngoài tiền lời cao lắm. Cao cũng phải làm, còn hơn á là phá sản. Nhưng mà cầm rồi mấy mốt tới hạn lấy gì mà chủ? Anh hỏi mấy câu giống như là con nít quá à. Thì lấy tiền cầm, mua nguyên liệu sản xuất. Ủa, anh không biết điều hành nhà máy để nó xin lời hả? Dĩ nhiên là biết rồi. Thôi được rồi, để ngày mai anh đi gặp tụi nó để coi cầm được bao nhiêu. Nhưng mà anh lo là lỡ gì mà ba biết được thì sao? Trời ơi, đã tới tình cảnh này, được bước nào hay bước đó đi. Mà rề rà hoài vậy chắc chết quá. Thôi thôi, em không thích thì thôi. Anh không nói nữa. Anh đi tắm nha. Đi tắm hả? Tắm cho sạch sẽ thơm tho, để còn thử cho em một đêm tuyệt vời nữa chứ. Nghe mùi tiền á là hai con mắt sáng rỡ à. Dĩ nhiên rồi. Có ai thấy tiền mà mặt buồn rầu không? Thôi anh đi tắm nha. Không được của trước đó. Anh à, anh uống nước đi. Mật ong sẽ làm tiêu đàm, khiến anh dễ chịu hơn. Anh xin lỗi em. Chuyện hồi chiều anh không cố ý. Anh cũng xin lỗi em về chuyện bài thơ. Hồi đó anh buồn nên nhất thời viết ra vậy thôi. Em cũng xin lỗi anh. Chưa được sự cho phép của anh mà em đã xé bài thơ đó. Lỗi của anh mà. Ai trong hoàn cảnh của em cũng sẽ làm như vậy. Yeah.
trời đã trở đông rồi, anh lại bị ho nữa, cho nên anh phải giữ ấm nha. Bao nhiêu năm rồi anh tự hỏi lòng mình, tại sao em đối xử với anh tốt như vậy? Bị anh lạnh lùng dửng dưng, em không ghét anh sao? Em là vợ của anh mà, làm sao em ghét anh cho được chứ? Nhưng cứ tốt một chiều như vậy, em không thấy mệt mỏi hả? Có chứ, em là con người mà, sao không có lúc chạnh lòng khi chồng mình lạnh lùng, vô cảm. Tuổi thân khóc riết rồi, không còn cảm giác nữa. Trâm, sao em phải làm khổ mình như vậy? Em xinh đẹp, lại giàu sang, em có thể tìm cho mình một người đàn ông tốt hơn anh, yêu em nhiều hơn anh mà. Chuyện này thì em biết chứ. Rất là nhiều lần em được má và bạn bè khuyên, nhưng em vẫn kiên tâm. Em luôn tin và hy vọng sẽ có một ngày anh hiểu ra được tình cảm em dành cho anh. Sống với em bao nhiêu năm nay, không lẽ anh không hiểu được tình cảm của em sao? Anh có phải cỏ cây đâu mà không biết trông rộng tới tình cảm của em. Anh cũng muốn yêu em, cũng muốn sống một đời hạnh phúc bên em. Nhưng mỗi lần anh gần em là anh lại nhớ tới Lê Hằng. Đàn ông mà đi nói với vợ mấy câu này anh biết là tàn nhẫn lắm, nhưng anh chỉ muốn em hiểu. Nếu như em muốn tìm hạnh phúc khác, em vẫn còn cơ hội. Ở bên anh, em chỉ thiệt thòi thôi. Em cũng thấy thiệt thòi. Chỉ cần được ăn chung mâm, ở chung nhà với anh, cùng anh chăm sóc Hạnh Nga thành người, là em thấy hạnh phúc lắm rồi. Em đúng là một người con gái tốt. Có lẽ đến tận bây giờ anh vẫn chưa tìm được tung tích của Lê Hằng, cho nên trong lòng anh chưa được yên ổn. Bởi vì lúc nào anh cũng canh cánh tội lỗi của mình, nên anh không an tâm cùng em hạnh phúc. Hãy cho anh thời gian đi, anh sẽ cố gắng quên Lệ Hằng để toàn tâm toàn ý yêu em. Có câu nói này của anh, em phải chờ anh đến trăm năm em cũng cam lòng. Em đúng là khờ quá. Chỗ ngọt có mấy câu mà đã siêu lòng rồi. Ủa, anh không làm việc tiếp sao? Trời trở lạnh rồi, anh muốn ngủ sớm. Em không thích hả? Mỗi năm đến hè lòng mang mác buồn, rồi tạ từ là hết người ơi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình xưa. Đường xưa in bóng hai
rồi, giờ như nước trôi qua cầu. Xa biệt bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai, chờ mong ngày đêm gối chiếc, mối u hoài này ai có hay. Sao, anh thấy em hát có được không? Sao vậy, em hát không hay hả? Không, mà là không chê vào đâu được. Anh này làm em sợ hết hồn mà. Em có một làn hơi rất là khỏe, chắc nhịp và rất có tình cảm. Nếu như chịu khó tập luyện, anh bảo đảm tiết mục của em chắc chắn sẽ giúp lớp mình có hạng. Dạ, em á thì rất sẵn lòng chịu khó rồi, nhưng sợ á là anh không chịu tập cho em thôi. Nói cứ như anh là lớp trưởng vô trách nhiệm vậy đó. Có muốn anh đánh cho một cái không? Thôi đừng có đánh em. Ủa mà anh, cái bữa đó em mặc cái gì vậy anh? Dĩ nhiên là áo đầm rồi, một cái đầm màu trắng, đội một cái nón rộng vành màu trắng và một đôi giày màu trắng nữa. Ủa mà sao trắng từ đầu tới chân luôn vậy anh? Vì màu trắng sẽ làm cho em ngây thơ, thánh thiện. Đúng không? Màu trắng thì ngây thơ, thánh thiện, hợp chủ đề bài hát. Nhưng mà lớp trưởng ơi, anh có đang làm khó con gái nhà người ta không? Anh làm khó Ngọc Trinh hả? Làm khó chỗ nào? Anh đâu thấy đâu. Một cái đầm trắng, một cái nón trắng và cả đôi giày màu trắng, anh có biết là sẽ tốn bao nhiêu tiền không? Đâu phải ai cũng có sẵn trong tủ để khi cần lấy ra mà mặc như anh em mình đâu. À, lúc nãy anh nghe Ngọc Trinh hát hay quá, anh vui mà nói ra không kịp suy nghĩ gì hết. Trinh à, em không cần phải lo lắng. Nếu em không có, anh sẽ nói lớp đóng tiền mua cho em. Dù gì thì đây cũng là tiết mục của lớp mà, đúng không? Trời ơi, anh không cần phải lo cho em đâu. Anh Giang à, anh không cần phải lo lắng rồi làm mà chấn động tới mọi người đâu. Bạn Ngọc Trinh à, chỉ cần bạn mở lời, mình sẽ không tiếc mà cho bạn mượn. Gì chứ đầm trắng, nón trắng, dài trắng, trội mình nhiều lắm. Nhiều thì sao? Bộ con mình bạn có hả? Tôi không có hay sao? Anh Văn, anh không phải lo, em sẽ tự lo phần trang phục đó. Nè, được thì mới nói nha, chứ đừng có để tới giờ chót rồi nước tới chân mới nhảy thì lúc đó không có kịp đâu á. Nè, bạn đừng có dở thói khinh người. Má của mình á là thơ ký của một chủ hãng lớn, dư sức lo cho mình. Hai cái người thì kỳ thiệt á, lúc nào gặp nhau cũng gây hết à. Ủa, ai thèm gây với nó. Chẳng qua là em thấy tội nghiệp, em chỉ có ý tốt thôi mà. Người ta đã giúp mà còn làm chảnh nữa. Giúp hả? Hay là muốn chứng tỏ ta đây? Bộ có ba làm giám đốc á là ngon lắm hả? Anh nói hai đứa thôi đi, lo cái chuyện của lớp kia kìa. Anh Nga, phần kịch em lo tới đâu rồi? Phần thi của em á đã đâu vào đó hết rồi. Bây giờ á chỉ chờ phần thi của anh với ai kia thôi. Anh thấy cũng ổn rồi. À, anh muốn báo cho em một tin vui, Ngọc Trinh hát không thua ca sĩ đâu. Trời ơi, vậy hả? Hát hay như ca sĩ luôn á hả? Nhưng mà mặc đồ như lọ lem á thì cũng ở nhà mơ đi ha. Tôi đã nói á là phần trang phục đó tôi tự lo, mà sao bạn cứ nói hoài vậy? Nè, đừng có gì tự ái mà nói cứng nha. Trời ơi, một cái đầm trắng, một cái nón trắng, một đôi giày trắng. Trời ơi, tính ra nhiều tiền lắm á, được không? Thì cứ chờ đó đi rồi biết, coi tôi có mua nổi không. Ủa, những thứ này là của ông Vĩnh Lân mua cho em đó hả? Dạ phải. Không chỉ tặng hoa quà mà ngày nào cũng tới phong trà đón đưa. Em bực mình lắm. Có gì đâu mà em bực mình. Nếu mà em không thích á thì em cứ thẳng thừng từ chối. Ổng là khách quen của phòng trà,
em không thể nào là mất lòng ông ta được. Với lại chị cũng biết em lúc này đâu có hát nhiều như trước nữa đâu. Lương chủ yếu là tiền bo của khách. Nếu em chống cự ra mặt, em sẽ bị bà chủ đuổi, không cho tới phòng trà nữa. Mà ông ta tốt hay xấu vậy em? Em cũng không biết nữa. Vậy em không để ý tới ông ta lắm. Nhưng mà em nghe mọi người nói là ông ta là chủ đại lý vật liệu xây dựng gì đó, giàu có lắm. Sao tự nhiên chị hỏi em chuyện này chi vậy? Không lẽ thì vậy đó. Nếu mà ông ta thật lòng với em, gia cảnh cũng khá, tư cách tốt, thì thôi sáp vô luôn đi. Chị thấy cũng tốt mà. Trăm lần như một, nói tới chuyện này mắt sáng rỡ à. Bộ chị muốn gả em cho khuất mắt lắm sao? Dĩ nhiên rồi. Tại vì lúc còn cô á, chị đã hứa với cô là sẽ kiếm chồng đàng hoàng cho em mà. Em đã nói với chị rồi, em đã già rồi, đời em không thể nào yêu thương được nữa. Chỉ cần nhìn thấy con Trinh sống vui vẻ, hạnh phúc là em mãn nguyện lắm rồi. Hồi con Trinh còn nhỏ, em nói câu này chị đồng ý. Nhưng mà bây giờ thì khác. Con Trinh nó đã lớn rồi, nó sẽ đi lấy chồng, sanh con. Em còn trẻ, không lý nào lại sống một mình như vậy. Bây giờ tới lúc em phải nghĩ tới hạnh phúc riêng của mình rồi đó. Con Trinh lấy chồng thì em ở với chị, hai chị em mình sẽ hủ hỉ vui buồn với nhau, rồi cùng chăm sóc cháu ngoại. Chứ em không muốn lấy chồng nữa đâu chị. Thôi, chị đừng rao giảng với em chuyện này, không có tác dụng với em đâu. Bao nhiêu năm nay, biết bao nhiêu đàn ông theo đuổi em. Kẻ lợi dụng xấu xa thì nhiều, mà người tốt quá thì cũng không ít. Ai cũng bị em từ chối không thương tiếc. Có phải vì em vẫn còn tình cảm với cậu Thành hay không? Chị à, chị nói gì vậy? Mấy chục năm rồi, tình cảm gì chứ? Em đừng có giấu chị nữa. Em đã nói là không có rồi mà. Mà cho dù là có thì cũng có được gì đâu chị. Người ta đã có vợ rồi. Thưa má, thưa dì sang con mới về. Ủa, má với dì nói chuyện gì mà nhập tâm quá vậy? À, chị. À, má với dì chỉ kể chuyện hồi xưa thôi con. À, con nghe má nói là ai có vợ rồi mà muốn cũng không được. Mà muốn cái gì vậy má? À, là má với dì á, nói mấy cái chuyện mà người ta đăng trên nhật trình á. Có một cô yêu đơn phương người đã có gia đình. Người ta đã có gia đình rồi mà còn yêu là sao? Tính là người thứ ba pha đám hả? Thứ người đó không biết tự trọng chút nào hết. Cũng chưa chắc đâu con à. Biết đâu người đàn bà đó yêu người ta trước, rồi vì hoàn cảnh cho nên là... Hoàn cảnh gì má ơi? Người ta đã có vợ rồi thì thôi đi. Trên đời này bộ hết đàn ông rồi hay sao á? Chen vô phá đám, phá vỡ hạnh phúc của người ta. Tại con còn nhỏ nên con chưa có hiểu hết được chuyện đời. Thôi, con vô nhà rửa mặt rồi rửa tay đi, rồi dì dọn cơm cho con ăn. À, đi đi con. Thôi, dì vô dọn cơm trước đi, để con nói chuyện với má rồi con vô sau. Má. Bài hát mà má dạy cho con hát á, được anh lớp trưởng chọn rồi đó. Ảnh á, ảnh còn khen con hát hay nữa đó má. Vậy hả? Dạ. Vậy thì tốt quá rồi. Con của má hát hay như vậy nhất định sẽ được tán thưởng cho coi. Nhưng mà anh Văn nói á, là con phải mặc áo đầm trắng nè, mang giày trắng nè, rồi đội nón trắng nữa, vậy mới phù hợp với bài hát. Mà con á thì không có. Má sẽ mua cho con. Má nói thiệt không? Con cảm ơn má. Mua nữa hả? Mua hết nhiêu đó, không ít bạc đâu nha. Chị, cũng không nhiều lắm đâu. Con gái lên sân khấu thì phải mặc đẹp một chút mà. Nhưng mà tuần sau là đám giỗ của cô. Đám giỗ bà ngoại hả má? Vậy
Không sao, má lo được hết. Má cũng mua cho con một chiếc xe mới đi. Xe kia đi mấy năm cũ xì, quê với tụi bạn muốn chết luôn. Tụi nó ha, đứa nào cũng có ba làm ông chủ, toàn là đi học bằng xe hơi không à. Tội nghiệp con của má. Thôi con đừng buồn nữa, từ từ má sẽ kiếm tiền mua cho con xe mới, được chưa? Dạ được. Thôi vô rửa mặt rửa tay rồi ăn cơm. Dạ. Anh Lân. Dạ. Em nè. Dạ chào anh. Chào cậu. Dạ mời anh ngồi. Em biết là anh hay lui tới đây, cho nên em mới chọn chỗ này. Lâu ngày không gặp lại anh, em thấy nhớ cho nên muốn mời anh uống vài ly. Em ơi. Dạ mời anh. Bây giờ tôi đang trong giờ làm việc, tôi không thể uống với cậu được đâu. Lần sau nếu mà muốn hẹn thì hẹn ngoài giờ làm việc của tôi. Anh Lân, có gì đâu mà gấp gáp dữ vậy. Uống với một ly rồi mình bàn chuyện công tra hôm trước. Bàn công tra cái gì? Tôi với cậu đã không thống nhất ý kiến với nhau thì còn bàn công tra cái gì nữa. Đi làm thì ông chủ biểu sao nghe vậy? Chị kêu má con ở nhà chứ má con bị đủ gì không hả? Chị, con Kinh đã nói đúng đó chị. Thời buổi khó khăn kiếm gì đâu có dễ đâu chị. Mày đừng có nói là mày đem đi cầm bằng khoáng rồi nha. Thì đúng rồi, con đem cầm rồi. Mày, mày dám đem bằng khoáng của tao đi cầm mà mày không xin phép tao? Mày còn coi tao là bạn của mày không hả? Hả? Mày đúng là chứng nào tình đấy mà. Lệ Hằng, em có biết không, giờ anh chết 10 năm nay rồi, anh chỉ có hai đứa con trai thôi, mà đứa nào lấy vợ cũng ra ở riêng hết. Nên bây giờ căn nhà trống thênh thang mà có một mình anh ở à, quạnh quẹ cô đơn lắm em ơi. Trừ khi cái gì? Trừ khi anh tìm được cháu nội về cho ba. Cháu nội về cho ba? Làm cái gì mà hổm rài cứ đòi xin ứng lương trước hoài vậy? Cái phòng trà này là mang lụng bại, cũng do cái mặt hãm tài của mấy người á. Nói từ đầu rồi, ráng tiếp khách để lấy tiền bo. Ngồi nói chuyện với khách á, như khúc củi vậy. Khách làm gì cũng không cho. Rồi ai muốn vô đây nữa? Cẩn thận đó. Em có sao không? Không, em không sao. Trời ơi, má đẹp quá à, ganh tị quá à. Má ơi, bây giờ con mới hiểu tại sao ba yêu má nhiều như vậy luôn. Nè nè nè, tại ai á thì anh biết rõ mà. Anh không cho tôi ra hạn để phụ làm giấy tờ. Anh đừng có tưởng là tôi không biết ý đồ đen tối.